Vâng, em Quốc Hùng xin chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em. Thì trước mắt tất cả bác là một con đại Windsor mã RMX 5050, một cái sản phẩm có cấu hình gọi là cực kỳ là khủng của hãng Windsor đời RMX. Con này thì có công suất lên là 1100W 8 ohm nha bác nha. Và công suất mono đánh của nó lên đến là 4000W, đến 4000W nha bác. Là một sản phẩm để chơi full đôi sub kép. Đây là hôm nay bên em đợt trước là bên em về được 4 con, còn đã có chủ hết nha bác nha. Đấy, thì chờ mãi thì nó mới về được cái dây nguồn, nên là em muốn test gửi cho tất cả bác, chứ những con này các bác về 4 năm hôm rồi, các bác cũng đã đặt em từ 4 năm hôm trước. Đấy, thì hiện tại dòng này thì ngày mai đầu tuần thì bên em về được một con nữa nha bác nha. 5050 bên em về được một con, và cũng như là những dòng như là Rebeller 13 101 và 13 750. Đấy, thì các bác hãy đăng ký kênh, cũng như là các bác nhấn vào chuông để cập nhật theo dõi những video, những cái sản phẩm mới nhất của Hùng đăng tải lên để cho các bác tham khảo. Đấy, các bác nào yêu thích dòng Windsor MX 5050 thì liên hệ cho em nha. Đấy, hiện tại thì ngày mai thì hàng sẽ em sẽ khui hàng và sẽ có sản phẩm RMX 5050. Các bác có nhu cầu thì liên hệ cho Quốc Hùng. Đấy, Windsor Audio RMX 5050, con này thì có số series là 963. 963 nha bác nha. Đây, số series của nó ngoài đằng sau này bác. Số series của máy đây, 963 nha. Tính sâu 3 thì con này thì em test để gửi tới anh Linh. Test gửi tới anh Linh ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa nha bác nha. Đấy. Rồi hàng thì bên em là bao chất, bao đẹp cho cả bác, nó đẹp long lanh luôn. Đấy, từ trong ra ngoài nha bác nha. Rồi thì mời tất cả bác chúng ta cùng lắng nghe chất âm. Em test trên là đôi lo Zibler CX 15 bát 40 một chiếc keng. Rồi full 40 nha bác. Sử dụng điện là 230V nha bác nha. Rồi lên nè. Trên 1 hoạt động ok nha, trên 2 này. Rồi cả 2 kênh nha. Rồi sản phẩm hoạt động ok nha các bác nha. Đấy. Các bác có nhu cầu thì liên hệ cho Quốc Hùng qua số điện thoại trên tấm biển màn hình để đặt những cái cấu hình karaoke từ phân khúc 15 triệu trở lên nha các bác nha. Đấy. Và cũng như là các bác có nhu cầu về những dòng mua lẻ những dòng đá công suất lo karaoke, những cái sản phẩm như là vang cơ lấy số. Vang số, micro, năng tiếng v.v. đầy đủ cho tất cả các sản phẩm cho tất cả bác lựa chọn nha bác nha.
Rồi, em xin cảm ơn và gặp lại tất cả các bác ở những video sau.